Vậy là thêm một cái cây đã ngã xuống theo dòng nước lũ các bạn ạ. Chắc hẳn nó đã hiên ngang lắm nơi một vách núi nào đó. Với bộ đai khủng như vậy thì không biết là biến cố lớn cỡ nào đã khiến nó phải gục ngã nữa. Ở Tây Nguyên tụi mình thì có hai mùa mưa nắng, mưa lũ trên mình không hiền hòa như ngày xưa nữa các bạn ạ. Có những trận bão lịch sử mà chỉ riêng cái hoài lưu của nó thôi đã đánh bật hàng vạn gốc cây to lớn nhồi vào dòng lũ dữ, rất là kinh khủng. Và bỗng chốc cái hiên ngang kiên cường khí khái của một cái cây bị quật ngã. Vậy là sau vài trăm năm tuổi không ngừng cống hiến cái oxy cho muôn loài thì bỗng chốc lại phải dừng lại. Mình thử cuối khúc sông Poco phía tả ngạn á, lâu lâu thì vẫn thấy những thứ như thế này. May cho mình hay may cho nó thì mình không quan trọng, nhưng mà quan trọng là tìm thấy nhau, cho nhau những cái cảm xúc không giới hạn. Cây này thì một phần thân trên của nó là bị khai thác rồi, phần còn lại thì mình đặt để nó ở đây để trấn một góc vườn. Không nhắc nhở thêm điều gì ngoài cái việc trang trí ở đây như là một lời cảm ơn nó về cái sự cống hiến hàng trăm ngàn tấn oxy cho nhân loại này. Đừng ai hỏi mình là lấy số thống kê đâu mà bảo ngàn tấn nha. Mình chỉ cảm nhận vậy mà nói vậy thôi. Chỉ khổ thân cho anh em thanh niên trong làng á, không có mấy cậu chỉ dùng sức lật bẫy nó lên từng đoạn một, thắt ruột thắt gan các bạn ạ. Từ nay nó sẽ ở đây để tiếp tục cống hiến, nhưng không phải là cống hiến oxy nữa, mà là một vật chứng cho sự nổi giận của mẹ thiên nhiên. Chỉ mong chúng ta ngưng làm mẹ thiên nhiên nổi giận nhé.